Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Sông Phu của Toàn. Thì ngoài trái banh phản xạ màu vàng thì bên mình còn có màu đỏ nữa nhé các bạn. Màu đỏ và màu nâu nữa. Thì mình hiện tại đang có 3 màu bóng phản xạ này, đó là màu vàng, màu đỏ và màu nâu nhé các bạn. Thì hôm nay có đơn hàng của khách quen. Thì dạo này đa số là những bạn hay mua hàng với mình đa số là khách quen của mình, bởi vì đã có thương hiệu riêng, đã có uy tín thì khách hàng sẽ quay trở lại và mua hàng với mình. Và đợt này là anh ấy quay lại có mua thêm cặp côn rút gọn, đó là anh Hưng, anh Phạm Quốc Hưng. Các bạn nào xem những video trước cái đây khoảng 4-5 ngày thì có một video của đơn hàng của anh Phạm Quốc Hưng, gỗ huyết hương, gỗ cây mà côn như khúc, gỗ huyết hương mà mình tặng túi cho các bạn đó. Thì đợt này anh quay trở lại mua thêm cặp côn rút gọn và một cái bệnh phản xạ này nhé, bánh phản xạ màu đỏ đấy. Thì vẫn như cũ, tức là mua một cặp côn nhiều khúc inox cũng còn vẫn được tặng túi nhé các bạn, tặng túi và tặng kèm anh ấy thêm cặp côn nhiều khúc gỗ. Côn này các bạn xem này, có 150.000 loại này thôi nhé các bạn, nhưng mà rất chi là đẹp. Đây, các bạn xem này, rất chi là đẹp, đẹp ok không các bạn? Đó, đẹp. Bây giờ mình sẽ đóng gói đơn hàng cho anh. Các bạn xem mình đóng gói luôn nhé, trực tiếp đóng gói cho khách nhé. Thì các bạn nào yêu cầu mình bơm mình mới bơm, bởi vì bơm lên thì đóng thùng nó sẽ to như vậy các bạn thấy chưa? Bơm lên thì thùng đóng thùng to như vậy thì tiền ship của các bạn sẽ cao lên. Nếu mà các bạn mà chỉ cần yêu cầu mình gửi cái thùng nhỏ thôi, tức là làm bóng chưa bơm á, thì tiền ship nó khoảng tầm 30.000 đến 35 cho cái này. Đến tới 65 đến 70 ngàn là cái thùng này nhé các bạn, to hơn. Đó. Mình sẽ trực tiếp đóng hàng cho khách. Đó. Các bạn mua hàng dụng cụ phẫu thuật với mình thì cứ yên tâm về sản phẩm và chất lượng nhé. Trước khi đóng thùng thì mình thường thường kiểm tra lại đồ hàng cho các bạn yên tâm, thì không tránh bị sai sót nhầm lẫn và hàng nó không chất lượng thì mình sẽ đổi lại cho các bạn. Riêng cái côn nhiệt khúc rút gọn thì bảo hành cho các bạn luôn nhé, bảo hành 100% đổi cái mới. Nếu các bạn bị tuột hay bị đứt dây thì mình sẽ bảo hành cho các bạn 100% mới luôn. Đóng hàng phải cẩn thận nhé. Bạn nào mua hàng dụng cụ với phẫu thuật với mình thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình, đó là 0987961322 các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn nhớ là đăng ký kênh của mình để xem những video mới nhất. Và những video sau mình sẽ hướng dẫn là kỹ thuật các bạn tập luyện võ thuật nhé, với bóng phản xạ. Và có thể là các bạn luyện côn nhị khúc nhé. Xin chào tất cả các bạn.